đang nhiều á. Ủa anh chụp hình chưa? Chụp rồi. Cái này chưa? Rồi. Chụp từ dĩa chưa? Không, chụp 14 cái à. Ngày thường nó cũng có kinh khác luôn nha. Có con cua đá bự cho báo luôn nè. Thì chụp từng món thôi. Không? Có đỡ. Bây giờ tới phiên em. Bây giờ tới phiên em. Giờ em ăn gì trước đây? Ăn con cua này trước hả? Hay là ăn con này gì? Kinh khép. Kinh khép là càng nhẹ. Rồi, ăn này trước nè. Ủa cái này mình có cây kéo mình cắt không vậy ta? Đúng nè. Ủa cắt cái đó đó hả? Để thôi. Ồ, vậy hả? Cái này là nhà thường nha cả nhà, nhà thường. Ủa sao anh rút thịt nó không ra cho nghe? Bẻ cái đầu này mới ra nè, mấy này. Bẻ đầu này. Đây con hổ, trời hổ rồi đó. Cái này nó xào tỏi ha. Thơm ha. Xào tỏi. Ủa mình rút thịt nó không ra cho vậy ta, rút ngược hả? Phải có cái chéo anh ơi. Thôi để ăn con này trước cái đã. Wow. Tôm hùm. Tôm hùm đây xào bơ. Tôm hùm xào bơ ngon lắm nhỉ. Em tôm hùm đây nó ốp qua nó. Khó biết ở đây nó xào bơ ngon anh. Ngon anh. Trời, nhìn giấy rồi. Thank you.